sao khó chịu dữ vậy? Bắt quá mẹ mình, trời mưa sấm sét mẹ mình có sợ đi chăng nữa không phải an ủi mẹ mình chứ có đâu đèn mẹ mình đã đập. Tại vì mẹ mình hả, trời mưa mẹ mình đi khùng chạy tới chạy luôn cắm đường. Không có nhỏ mà sao con nhỏ cho mà tính tình nhân già vậy, còn xỉu bao nữa. Béo, béo, anh cứ lên. Lì lợm quá trời lì lợm luôn à. Xíu bao đang 6 tuổi rồi nha. 5 tuổi mấy là 6 tuổi, 6 tuổi rồi còn đâu. Với nhà, với nhà nha. Bọn con nhỏ này nó định quá à. Định dễ sợ định luôn nha, thấy không? Nành này lâm lá tóc tai nè, thấy chưa? Qua đây cái, qua đây ở nè mày đài, qua đây ở đi chưa? Lâm lá tóc tai nè, bồm xồm xấu xí gốm luôn rồi cho cái tội. Hai mẹ con của mày vậy nha. Mẹ cho con nhỏ ở đây để sáng con nhỏ phơi nắng cho nó dễ. Ở con nhỏ không có hiểu. Ở nhà này con bé nó có gì đâu mà đứa nào cũng đòi sống với con bé hết trơn á. Mẹ mà không chịu sống chung. Con xỉu bao nha. Xỉu bao nha. Tôi không có tính nói chửi một điều lần nào nữa nha. Lớn kìa cái đầu 6 tuổi mấy rồi nha. Không có khùng khùng đi đi giùm tôi nha. Người phụ nữ nhí nhảnh nhất của gia đình á. Tôi nói ngọt ngào không nghe được, tôi phải phun bộ không dữ lên. Chứ tôi cũng mệt mỏi lắm chứ bộ. Cô nhỏ đâu? Cô nhỏ đây nè mẹ. Ở đây đây nè mẹ. Mẹ uống nước đi. Đi qua tờ đây, đi qua tờ. Nha mẹ mà còn nghe nha. Cắn lộn với nha là mẹ lên đây nè. Mẹ lấy cái này nè. Mẹ thấy cái này không? Mẹ giả cái mặt mày bự lắm đó, mày là con chó mặt bự đó. Mày không phải là châu châu mà mày là con chó mặt bự đó. Mày coi chừng thấy chưa, thấy không nè. Giả vô là trời ơi, đi khôn luôn. Ê suy nghĩ nha, cái này mày tán vô cái sự giấu cho mặt nhỏ liền nè, biết chưa? Bớt cái mặt hổ này nghe chưa, nghe chưa? Mẹ mình có cùng cái đi của mẹ mình nghe chưa? Thì cái con này nó kỳ cục thiệt chứ. Không có giữ của gì chơi, cái con này là con, là con này là con phá của nước nhà luôn. Hồi lúc đẻ mấy tụi này ra đâu cũng hả? Lắp một cái điện. Trong khi đó cái điện đó mà bê nó xài 5 năm trời không lắp. Bữa nó đau bụng nó cho nó nằm. Lấy cho nó nằm xong cái nó xé rách cái điện của bà bê luôn mà bà bê tức giận quá. Bà bê hùng nó luôn, bà bê ghét nó luôn á. Bê ở nhà không bao giờ phát bổ hương gì nó luôn, xài đồ rất ư lại. Bây giờ đồ mấy năm cũng còn mấy năm của bê mà giao cho mấy cái con này nè, phá lắm. Ba uống gì? Sao này không uống? Nghe tụi nó chung. Cái chỗ nằm cho tôi. Tụi bay không nghe lời chị Ly hả? Chị Ly nói mà tụi bay không nghe hả? Nhất là mày phải không? Mày như mày, mày là thằng cứng đầu nhất nhà.